phỏng vấn. Thì ngày hôm nay mình đang có mặt tại SL Audio nằm tại 56-1 đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3. Và ngày hôm nay có sự kiện là trải nghiệm tai nghe Power The Movie cho SL Audio kết hợp cùng với nhà phân phối phỏng vấn. Và trong sự kiện ngày hôm nay có những hoạt động nào thì hãy cùng mình vào trong và khám phá nhé. Ngày hôm nay tại đây đang có sự kiện trải nghiệm dòng tai nghe Bowers & Wilkins, có hai dòng là Over Ear là B8, B7S2E và dòng In Ear là B7S2 và B5S2 do Song Tấn phân phối chính thức tại đại lý SL Audio. Các bạn có thể đến SL Audio có thể vừa chill những tách cà phê hoặc thưởng thức những ly nước thơm ngon, vừa được có thể test những chiếc tai nghe nhiều hãng khác nhau với một không gian rộng rãi và thoáng mát. Ngoài ra tại SL Audio các bạn có thể đến cùng bạn bè, cùng những anh em có sở thích đam mê về các sản phẩm công nghệ âm thanh, giao lưu về những tính năng chất âm đặc sắc của nhiều hãng tai nghe như là Bowers & Wilkins, vô cùng thoải mái và vui vẻ. Trong sự kiện trải nghiệm ngày hôm nay thì mình thấy có rất nhiều bạn quan tâm đến những sản phẩm tai nghe của Bowers & Wilkins. Khi đến trải nghiệm các bạn có thể tự chọn những loại nước yêu thích, vừa nhâm nhi vừa trải nghiệm các sản phẩm tại SL Audio với đội ngũ nhân viên hỗ trợ nhiệt tình và chu đáo. Bố trí sự kiện triển lãm của SL Audio cùng hợp tác với Song Tấn được chuẩn bị tinh tế và bố trí không gian đẹp mắt, sang trọng, tạo được điều kiện cho mọi người có thể trải nghiệm thiết kế, chất âm và những tính năng của chiếc tai nghe hạng sang của Bowers & Wilkins. Đối với dòng B8, nếu bạn là một người tìm kiếm một chất âm riêng biệt, nổi trội thì có thể tham khảo ngay dòng B8. Có một thiết kế là khung kim loại tỉ mỉ, chất liệu da nabat xa xỉ rất sang trọng. Về dòng B7S2E sẽ phù hợp cho những bạn trẻ tìm kiếm một thiết kế đẹp mắt, chất âm chi tiết với nhiều màu sắc trẻ trung và năng động. Hoặc nếu bạn là một người đam mê những chiếc tai nghe in-ear thì B5S2 và B7S2 của Bowers & Wilkins thì không nên bỏ qua, vì sở hữu một chất âm sáng, âm trầm mạnh mẽ, màu sắc trẻ trung và thanh lịch. Các bạn nên đến và trải nghiệm những tính năng cực kỳ thông minh tại SL Audio để có thể lựa chọn cho mình một chiếc tai nghe phù hợp nhất. Và hãy đừng quên like, share và subscribe cho kênh Song Tấn để có những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.